Anh trả cho em 150k ngày xưa anh mượn em đi anh. 135k mà em. Ủa anh sao vậy? 150k 15k tiền lời. Hai năm nay em tính có 15k tiền lời mà anh còn trả giá nữa. Trời đất ơi. Biết tiền lời vô đó nữa hả? Chứ sao anh? Tiền nó phải lắm ít đâu. Thế em đã nói, em cũng nói luôn này. Em không nhớ 200k em mượn anh đi chị hồi nách à? Anh. Thế em nghĩ tiền của em là lá mít. Tiền anh là lá đa à. Tính ra em còn nợ anh 50k đấy. Trả đây. Cái này đấy. Nhưng mà em không còn đồng nào trong túi cả anh ơi. Thôi bỏ qua cho em nhá. Thêm một tiền đúng không? Hết tiền rồi. Thôi quay lại đi. Hết nợ. Được luôn hả anh? Nếu mà quay lại vậy thì không được đòi 50k nữa nha.